chào quý vị và các bạn. Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2023, trường Trung học Phổ thông Vị Thanh phối hợp với Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh, thành phố Cần Thơ tổ chức khám bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người thân của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường với hai gói khám bệnh, kể cả miễn phí và tính phí. Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh là một trong những đơn vị y tế chuyên nghiệp được đầu tư trang thiết bị tân tiến và áp dụng công nghệ y học hiện đại thông qua cập nhật kiến thức chuyên môn theo xu hướng điều trị hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế để mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc sức khỏe toàn diện và tốt nhất. Với mục tiêu hàng đầu, tập trung giải quyết và đáp ứng nhu cầu sức khỏe cho bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu điều trị giảm sử dụng thuốc, chẩn đoán và thăm khám với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh chuyên khám chữa bệnh và thực hiện các gói khám, gói xét nghiệm và tầm soát bệnh, đặc biệt là các gói khám thêm theo yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả tầm soát và chẩn đoán bệnh tốt hơn. Hướng đến mục tiêu đã đề ra và hỗ trợ chăm lo sức khỏe cá nhân và sức khỏe cộng đồng cho quý đối tác và khách hàng, Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhưng với giá cả phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế tốt nhất. Đối với chuyến công tác lần này tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, Trung tâm hỗ trợ khám sức khỏe chuyên sâu và trị giá gói khám lên đến 1.450.000 đồng. Gói khám được tài trợ không tính phí bao gồm đo sinh hiệu, xét nghiệm máu, tổng phân tích tế bào máu bằng máy đến laser, đến số lượng hồng cầu, tiểu cầu và các loại bạch cầu trong máu, kiểm tra thiếu máu do thiếu sắt, thiếu máu mạn tính, kiểm tra các bất thường tế bào máu, tầm soát ung thư máu, kiểm tra bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu, tầm soát bệnh tiểu đường, glucose, kiểm tra chức năng thận, creatinine, kiểm tra độ độc cầu thận, EGFR, tầm soát virus viêm gan siêu vi B, ra miễn dịch tự động, siêu âm Doppler động mạch cảnh, tầm soát nguy cơ tai biến, đột quỵ. Ngoài danh mục được tài trợ, khách hàng có nhu cầu khám thêm sẽ tính phí theo biểu phí của trung tâm và được ưu đãi giảm giá từ 10 đến 30% so với giá gốc khám trực tiếp tại trung tâm. Có bản danh mục thu phí đi kèm. Hoạt động thu hút trên 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người thân của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tham gia.